xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ trong thiên môn cốc tiếng hò hét truyền ra. Cũng không biết là kẻ nào hô lên phong hào của lục tiêu du. Lúc này vô số người hưởng ứng, cả đám điên cuồng hét lên. Tất cả đệ tử phi linh bồn kích động hét lớn. Trưởng môn trong vòng hai chiêu đã đem người đứng đầu ba đại sân bồn bắt giữ. Điều này tương đương với việc ba sân bồn là lằng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo chỉ là cái rắm thối. Đệ tử Vân Dương Tông cũng lớn tiếng hét lên, trong mắt tràn ngập vẻ sung bái. Đây chính là đệ tử từ Vân Dương Tông đi ra, cũng chính là đệ tử Vân Dương Tông, cũng coi như là người một nhà. Nhìn tích cảnh này, các đệ tử không nhịn được chấn động mà run rẩy. Người trước mắt bọn họ đại biểu cho thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi trong Vân Dương Tông. 50 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn lúc này cũng hoan hô không ngớt. Trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du cũng là con rể của Linh Thiên Môn. Nếu tính ra cũng được coi là nửa người Lục Tiêu du Cảnh tượng chấn động nhân tâm lúc này khiến cho bọn họ vô cùng hãnh diện, đồng thời cũng khiến cho trong lòng bọn họ sôi trào. Từng tiếng ẩm ý hội tụ giống như sấm sét ở quanh quần trong bầu trời thiên môn cốc. Lúc bây giờ mấy chục vạn người kích động không ngớt, chiến ý tăng lên không ngừng. So sánh với bọn họ, hơn trăm vạn đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo nhìn nhau, vẻ mặt có chút nản lòng. Tổng chủ, giáo chủ, trang chủ bị người ta bắt giữ, phi đình bồn lại có mấy vạn yêu thú kinh khủng kia, chú ý dọc đường đi của đám người này bị đả kích không ít. Trưởng môn, giết ba tên kia đi, trưởng môn thật lợi hại. Đệ tử của phi linh Bôn nhảy dựng lên, không ngừng hò hét. Thôi hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử bạch oánh, thanh hỏa lão quỷ, lộc Sơn lão nhân, lưu tinh hà, diệp mỹ, Hoàng phụ kỳ tùng, lúc này đều kích động không nói nên lời. Trưởng môn trong vòng hai chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn, khí thế và thực lực như vậy, sợ rằng sau cuộc chiến này sẽ lưu danh vạn năm. Dưới tiếng ẩm mỹ hò hét, nhân khí của lục tiêu Du đạt tới đỉnh điểm. Về mặt vân khiếu thiên, lữ chính cường, sát phá quân, cùng chúng cường giả linh thiên môn, vân dương tông âm thầm biến hóa. Đặc biệt là chúng cường giả linh thiền môn, cả đám nghẹn họng nhìn trần trối. Thực lực của lục tiêu du khiến cho mọi người chấn động. Thế nhưng cường giả vân dương tông lại không khiếp sợ là bao bởi vì bọn họ đã sớm biết thực lực của lục Thiêu du. Chỉ là lúc này thực lực của lục Thiêu du thi triển ra so với thời điểm còn ở trên vần dương tông, vô hình trung mạnh hơn không ít. Tiểu tử này đi tới đâu cũng là tiểu điểm vậy. Lữ chính cường nhìn khâu Mỹ Vi rồi nói, hai người đều mỉm cười, trong mắt hiện lên sự chấn động. Tiểu tử này dường như còn ẩn giấu thực lực. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiêu Du, từ công kích mà Lục Thiêu Du liên tiếp thi triển vừa rồi, thời điểm ở trên vân dương tông lục thiết du dường như đã đường tay với hắn chỉ sợ nếu trần chính động thủ thì người xấu mặt sẽ là hắn tiểu tử màu đèm trang chủ lan làng sườn trang ta thả ra bằng không người sẽ chết rất khó coi nghe tiếng họ hét vang vọng ánh mắt của âm nguyệt tôn giả trầm xuống thanh âm lạnh lẽo vang lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lục thiêu du lục thiêu du ngẩng đầu nhìn âm nguyệt tôn giả ánh mắt lạnh lẽo hạ ý lạnh lẽo kia so với âm nguyệt tôn giả còn lạnh hơn khoe miệng hắn nhếch lên mang theo nụ cười nhạt ánh mắt nhìn thẳng về phía ẩm nguyệt tôn giả cười lạnh rồi nói tiện tì bản vương không thả người thì làm sao người làm gì được ta đừng đem làn làng sườn tràng ra dọa bản vương nếu như ta sợ làn làng sườn tràng các người thì cũng sẽ không diệt mười vân đà của các ngươi cũng không bắt ra các tây phòng lục tiêu dù nói xong há mồm phun một ngụm nước bọt ra ngoài hoàn toàn không để ý tới ẩm nguyệt tôn giả Làn làn trờn trang, muốn diệt phi linh bôn, lục tiêu du cũng không cần phải khách khí làm gì. Cuồng vọng, bá đạo, tuyệt đối cuồng vọng, lục tiêu du trực tiếp gọi âm nguyệt tôn giả là tiện tỳ Trong số những người ở đây, có người nào dám cuồng vọng như vậy cơ chứ? Vần khiêu thiên, lữ chính cường cùng chúng cường giả đều toát mồ hồi lạnh. Tiểu từ này quả thực không phải chỉ là kiểu ngạo, cuồng vọng bình thường thôi đâu. Nhìn lục tiêu du, ánh mắt âm nguyệt tôn giả âm trầm tích cực hạn. Không giận mà cười, hàn ý trong mắt của hắn bắn ra. Nụ cười vừa dứt nhìn Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tử, mấy trăm năm qua, người chính là người thứ nhất dám kiểu ngạo trước mặt bản tôn như vậy. Hiện tại bản tôn sẽ nói cho người biết, lần này người chết chắc rồi. Tiện ti, có bản lãnh gì thì cứ xông tới đi. Lục Thiêu Du không thèm để ý, lạnh nhạt nói ra. Nhìn Lục Thiêu Du cùng với đồng đảo Cường Giả, Vân Dương Tông, Linh Thiên Bôn tụ tập chung quanh. Âm Nguyệt Tôn giả hít sông một hơi, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng của bà. Thanh âm quanh thời quần trên không trung mà nói. Chúng đệ tử lan lằng sườn trang nghe lệnh bố trí thiên cương đại trận. đệ tử hóa vũ tông nghe lệnh bố trí đế ảnh đại trận. đệ tử hạc sát giáo nghe lệnh bố trí huyết sát đại trận. Âm Nguyệt Tôn giả nói xong, phá vũ tôn giả và thanh sát tôn giả cũng quát lên một tiếng. Ba người đều có chuẩn bị mà tới. thân ảnh ba người cùng với chúng cường giả tồn cấp trong môn lùi lại về trong đội hình của sân môn mình. bay binh bố trận Người đứng đầu ba sân môn bị giảm giữ. Cường giả trong ba sân môn lúc này cũng vô cùng tức giận. Sát ý ngập trời tràn ra. Nghe bà vị trưởng lão nói ra. Chỉ trong chốc lát có vô số người có tu vị vương cấp lên tiếng đáp lại. Trong ba sân môn lúc này có từng tiếng xé gió vang lên. Mấy trăm đạo thân ảnh bắn lên trời. Đều là cường giả vương cấp triển khai trận hình nhìn qua có chút huyền ảo. Bố trí thiên cương đại trận. Trong làn lăng sơn trang, đông đảo cường giả vương cấp quát lớn một tiếng. Từng đạo quang trụ bằng chân khí, linh lực, tức thì từ trong cơ thể bạo phát ra. Cuối cùng gắn kết với nhau. Trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn thước trong không trung, một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quang mang trên đại trận vô cùng chói mắt, tràn ngập bí văn huyền ảo. Uy áp kinh khủng mơ hồ từ bên trong đại trận tràn ra, khiến cho tất cả những người thực lực thấp trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Kết trận, âm nguyệt tôn giả cùng đông đảo cường giả lan năng sơn trăng liên tiếp đánh ra thủ ấn. Từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới. Sau đó tiến vào trong đại trận. Bị văn trong đại trận tức thì trói mắt, cả đại trận âm âm run rẩy năng lượng thiên địa ngập trời hội tụ tới. Đông đảo cường giả đem năng lượng rót vào, toàn bộ đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Giữa không trung trong không gian mấy nghìn thước vạn vẹo, tràn ngập bị áp kinh khủng. Sợ rằng không gian này, một khi đánh xuống, tất cả mọi vật trong vòng mấy nghìn thước đều bị san bằng, biến mất không thấy đầu nữa. Bố trí đế ảnh đại trận, bố trí huyết sát đại trận. Lúc này trong không trung, đông đảo cường giả phương cấp hóa vũ tông, hạc sát giáo tức thì bắn về bốn phía, từng tiếng cát lớn vang lên, tù ấn trong tay được kết, từng đạo linh lực trần khí bàng bạc hội tụ tiếp đó trước mặt đồng đảo cường giả hóa phú tông lúc này có một hư ảnh nhân loại lớn chừng nghìn thước một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn khí thế tràn ngập thiên địa giống như uy áp của đế giả thế nhưng uy áp này yếu hơn một chút trước mặt chúng cường giả hắc sát giáo là huyết quang ngập trời đông đảo cường giả tạo thành một đại trận kinh khủng Sát khí ngập trời tràn ra bốn phía tiếng kiểu kinh tiền động địa vang vọng trên thiên bồn cốc huyết quang tràn ngập sát khí ngập trời sát khí vô hình tiết ra ngoài khiến cho người ta kinh hãi. Trong ba sơn môn, đông đảo cường giả ra tay kết thành đại trận khiến cho từng ánh mắt đang xem xét chung quanh thiền môn cốc không khỏi hít sâu một hơi. Mà lúc này cường giả linh thiền môn, Vân Dương Tông cũng bị động dùng. Ba sơn môn này quả thực đã chuẩn bị vẹn toàn, ngay cả ba đại trận kinh khủng này cũng thì triển ra được. Theo dù, thiên cường đại trận, đế ảnh đại trận, huyết sắc đại trận đều là đại trận trấn môn của ba sơn môn này sợ rằng khó mà phá vỡ được. Thanh âm của sát pháp quân vang lên trong đầu lục tiêu du. Thật không? Lục tiêu du khẽ cười. Ba đại trận này quả thực lợi hại, uy lực cũng không hề tầm thường. Thế nhưng nếu như ngạnh kháng song phương nhất định sẽ tử thường thảm trọng. Tiểu tử, mau đem tổng chủ nhà ta thả ra, bằng không ta sẽ san bằng thiền bột cốc. Để ta nhìn xem yêu thú và khối lỗi của người có thể phá được đế ảnh đại trận của hóa vũ tông chúng ta hay không. Trường hóa vũ tông, hư ảnh nhân loại lớn chừng nghìn thước quát lớn. Thả giáo chủ của chúng ta xuống, bây giờ chúng ta bằng không sẽ săn bằng thiền bồn cốc của các người. Giao ra trang chủ làn làng sơn trang ta, bằng không ta sẽ san bằng thiền bồn cốc. Trong huyết sát đại trận và thiên cương đại trận, từng tiếng quát lớn truyền ra. Đại trận rung động, khiến cho mọi người kinh hãi. Một khi ba đại trận đồng thời thôi động, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Cường giả Vân Dương Tông, lình Thiền Bồn nhìn nhau. Lục Thiên Du bắt công tồn hoa nhai, đồng quy tinh ra cắt tây phong đã triệt để chọc giận ba sơn môn này ngay cả đại trận bực này đám người kia cũng bố trí ra xem ra chỉ có liều mạng mà thôi chỉ là nếu như ngạnh kháng thì kết quả chỉ là lượng bại cầu thường mà thôi bày binh bố trận bày binh bố trận thiên phòng tôn giả giác linh tôn giả nhìn nhau đều tự hét lớn một tiếng nghe vậy trung cường giả vương cấp trong linh thiền môn vân dương tông cũng lập tức nhảy ra đại chiến rốt cuộc sắp bạo phát mà ngay khi hai sơn buồn bảy bình bố trận, quay miệng của lục Tiêu du nhấc lên cười lớn một tiếng, tiếng cười bá đạo quanh quẩn trong không trung. Tiếng cười này mang theo chân khí đánh văng gợn sóng trong không gian, quanh tán về bốn phía. Tiếng cười lớn của lục Tiêu du khiến cho người linh thiên môn, vân dương tông đang muốn bố trí đại trận, khẽ dừng lại một chút. Trong lúc mọi người đang suy toán dụng ý trong tiếng cười của lục Tiêu du, thì lục Tiêu du đưa mắt nhìn về phía xa, thanh âm cuồn cuộn như sấm quanh quẩn trong không trung. Lục Tiêu Du vì đình bồn cảm tạ chư vị mình hữu tới đẩy tường trợ. Vù, vù. Khi Lục Tiêu Du vừa dứt lời, thì đám người tiên phong tôn giả, giác linh tôn giả thoáng chốc mí mắt cò giật. Tiếp theo, nhiều cương giả tôn cấp nhìn chăm chăm chân trời phía xa. Khi mọi người nhìn chân trời trước mặt, thì nơi đó thấp thoáng có một đoàn hình ảnh lắc lư, truyền đến từng đợt khí thế dao động. Cùng lúc đó, đi kèm dao động là các tiếng động đình tài vang lên, vang vọng phương xa lục lão đệ, lạc lão ca đến giúp ngươi đây. Ai dám đụng vào phi linh môn, tức là đụng vào nhật sát các ta. Đạm đài tuyết vi của thiền vân đảo vẫn là dẫn người đến ủng hộ giúp lục trưởng môn một tay. Ô chân vũ của tình cổ các đến trợ giúp lục trưởng môn một tay. Hàn từ khiêm của thiền ứng lâu đến trợ giúp lục trưởng môn một tay. Dạ vị ương của thánh linh cốc đến giúp sức cho lục trưởng môn. Quân lâm hàn của tiêu giao bang đến trợ giúp lục trưởng môn một tay những tiếng động ầm ầm quanh quần phía chân trời thanh âm xen lẫn linh lực trần khí ập đến đình tài nhức óc các thanh âm như sấm sét vang vẳng trong không gian một thanh âm đứt tiếng là lòng người lạnh run vì từng tiếng hô đại biểu cho một thế lực khổng lồ đã đến hỗ trợ nghe từng thanh âm ầm ầm vần khiêu thiên lữ chính cường tất cả cường giả của linh thiền môn vân dương tông đều lộ ánh mắt giật mình liếc nhìn lục tiêu du xong quay sang nhìn chằm chằm không gian phía trước Hiện tại lục tiêu du lơ lửng trên cao, áo xanh bay phần phật, kéo dài tới thời gian, rốt cuộc chờ người Đông Hải tới. Có đại hồn anh đi cùng, nên lục tiêu du nắm bắt hết tình hình học đọc đường đi. Đi cùng với người thiên vân đảo đến thành Ma Vân, người của Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu cũng tới cả. Ba sân môn này được Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các thông báo tới. Lạc Kiến Hồng chỉ nói cho phi linh bồn có việc, nhờ ba đại sơn môn trợ giúp, chứ không tự mình đi. Thế nên ba đại sơn bồn rầm rộ ra quân rồi tụ tập ở thành Ma Vân. Lục Thiêu Dù hơi cảm kích. Chỉ giây lát, nơi chân trời nổi lên khí thế dao động, bỗng chốc xuất hiện một bầy yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phù thiên cái địa như áng bầy che lấp chân trời xa xuống, bầu trời trong tầm mắt bị che kín. Trong sơn mạch bao la, một bầy yêu thú phi hành đập cánh bay tới. Bóng người cỡ yêu thú phi hành dâng lên. Đến khoảng cách gần, các cường giả đã thấy rõ người đứng trên bầu yêu thú này chính là không nhiều, chỉ khoảng có mấy ngàn người thôi. Khí thế của mấy ngàn người này cực kỳ cương đại, mặt ai nấy cũng đều bắn ra tia sáng, thực lực thấp nhất là cỡ xuất cấp, Thậm thoáng mấy cái bảy yêu thú phi hành đã đến ngày càng gần hơn. Khi bảy yêu thú phi hành tới gần không trung, tám trận thế lớn hình thành ngay. Lục Thiên Du quét qua tám trận thế ấy, sau lưng các chủ đại sơn môn như Phiên Hải Vương, Lạc Kiến Hồng, Kim Si Vương Kỳ Diệu Tông, còn có các bóng người giả đua. Những người lớn tuổi không có chút dao động khí thế, như hòa hợp vào không gian, khuôn mặt già nhăn nheo, nhưng đôi mắt đen lái tựa như ánh sao. Xa phía trần trời, rồi lại sáng tỏ, khiến cho người nhìn lâu, bỗng chốc tìm đập nhanh, không kiềm chế được mà rét run. Lục thiêu Du liếc qua tám trận thế, bên cạnh là kiên hồng có vạn linh tồn giả, thiên kiếm tôn giả, sau lưng là hàng trăm cường giả vương cấp, nằm trầm xuất cấp. Bên cạnh là đạm thai thuyết vi, có mặt tại hai tôn giả ngày xưa dưới thiền đạo. Phía sau nàng là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh kim sĩ vương kỷ diệu tông có trọng nham tôn giả, đồ linh tôn giả. Phía sau là trăm cường giả vương cấp đi theo, mấy trăm xuất cấp nữa. Bên cạnh hắc linh vương ổ chân vũ có hai tôn cấp trong không gian thiền đạo lúc trước. Cường giả vương cấp theo sau cũng cỡ trăm người, mấy trăm tù vị xuất cấp. Ba người âm dương vương giả vị ương, tiêu giao vương quần lầm hàn bây giờ thiên ưng công tử hàn tử khiêm có hàn ngọc tôn giả quy ngọc tôn giả ngân đào tôn giả đi theo sau lưng mỗi người là 30 cường giả vương cấp 200 tù vị xuất cấp tổng cộng ba sơn môn có hàng trăm cường giả vượng cấp. Ngoài ra, bên cạnh các chủ đại sơn môn này, trừ những tôn cấp mà lục thiêu du quen mắt ra, dọc đường đi, đại hồn anh quen thêm nhiều cường giả tôn cấp khác. Nhận sát các, trừ khiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả, còn có thêm ba tôn giả đi cùng thực lực mạnh nhất là phi đao tôn giả, nhìn khí thế thì tu vi đã đến tôn cấp lục trọng. Lục tiêu du bất ngờ, thấy là thiên vần đạo, kiên hiên đạo, tình cục các đều xuất động năm cường giả tôn cấp, cũng là đứng đầu tôn cấp lục trọng. Thiên huyễn tôn giả của thiên vần đạo, cường giáp tôn giả của kiên hiên đạo, kinh hồn tôn giả của tình cục các đều là tôn cấp lục trọng cường đại. Ba sân bồn thánh linh cốc, tiêu giao bang, thiên ừng lâu, trừ hàn ngọc tôn giả, quỳ ngọc tôn giả, ngân đào tôn giả ra, có thêm một tôn cấp đi cùng. Thánh linh cốc lại lần nữa có một hóa linh tôn giả tiến đến, tu vi tôn giả tứ trọng. Thế nhưng thiên ưng lâu có chân nguyên tôn giả tham gia, tu vi tôn cấp tam trọng. Tiểu giáo bang có địa vũ tôn giả, cũng là tu vi vũ tôn tam trọng. Tám đại trận, ngoài bảy đại trận thế, còn có là cường giả thánh linh giáo, tập thể là cùng đến. Bốn đại thiền tôn, tôn lão hộ giáo, cường giả vương cấp, tu vi xuất cấp, thì không có người nào, số so người ít nhất lúc này uy thế bất phàm nhất. Tám đại trận, mấy ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống, khí thế trấn áp thiên địa, khí thế kinh người phát ra, thiên địa rung động, mấy chục bóng người dẫn đầu, quanh thân kéo năng lượng thiên địa biến đổi, khí thế này làm người ta tìm đập chân run. Tại sao nhận sát các, thiên vân đảo, tình cục các, kiến hiên đảo cũng đến? Thánh linh cốc, tiêu giao băng, thiên đường đầu cũng tới. Sao mấy lão giả phi đào tôn giả thiền huyện tôn giả, cường giáp tôn giả, kinh hồn tôn giả đều đến vậy. Địa vũ tôn giả, trần quyền tôn giả, hóa linh tôn giả cũng tới sao? Giác đình tôn giả, thiên phong tôn giả, tình linh tôn giả, vân tiếu thiên, lưỡi chính cường, tập thể trợn mắt há hốc mồm, trận thế trên trời giáng xuống rất khủng bố. Giật mình, mọi người rất là giật mình. Đám người linh thiên môn, vần dường tông, phi linh môn cũng như vậy. Sát pha quân, đồng vô mệnh, quỷ tiên tử, thành hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân, lưu ngân hà, Cốc Phi Yến, Diệp Mỹ cũng hết hồn, hóa ra trưởng bồn sắp xếp vũ khí bí mật khủng như vậy. Cùng lúc đó mọi người trong ba sơn môn hóa vũ tông, hạc sạt giáo giật nài mình. Không ai ngờ lục tiêu du còn có tứ các tứ đảo, thánh Linh cốc tiêu giáo bằng, thiên đường Lầu trợ giúp. Giả các tây phong đồng quy tinh, công tuần hóa nhai, bị lục tiêu du giam cầm trong tay, lục này lòng vô cùng rúng động. Các cường giả linh thiên bồn, vân dương tông, bang hoang, đi qua cuối cùng tầm mắt tập trung vào trận thế dựa thanh linh giáo xa lạ. Đây là thế lực phương nào mà có nhiều cường giả tồn cấp đến như vậy. Trong trận thế có hai mươi người đi đầu đã thù dấu khí thế, nhưng vẫn vô hình trung dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Vô tình khiến năng lượng tiền địa thay đổi đại biểu cho đẳng cấp tồn giả. Vũ vương, linh vương không thể làm được điều này. Xem khí thế 20 người này tuyệt đối là đẳng cấp tồn cấp trở lên. 20 cường giả tồn cấp, điều này khiến linh thiên môn vần Dương tổng cầm nín. Thế lực khủng bố như vậy, thế mà bọn họ chưa từng hay biết ra. Trên đại lục này, có mấy sơn môn đưa ra 20 cường giả tôn cấp nổi chứ? Trời ơi, đây là thế lực của sơn môn nào vậy? Vần kiêu thiên, lữ chính cường, các cường giả vần Dương tổng, linh thiên môn đều giật mình, lòng vô cùng trúng động. Thực lực cơ này đủ để đối kháng với tam tổng tư môn, nhất tổng nhất môn, nhất giáo nhất trang. Trường đạo Thánh Linh Giáo xin bài kiến giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh đình Giáo Bài kiến giáo chủ thanh linh thiền tôn thánh pháp thiên tôn thánh vũ thiền tôn thanh thú thiên tôn của thanh linh giáo xin bài kiến giáo chủ trong khi mọi người giật mình thì trong trận thế thanh linh giáo có 150 người cùng lúc từ trên trời giáng xuống lăng không đến hành lễ trước mặt lục tiêu du khi thế kinh người vô hình trung lan tràn kéo theo năng lượng thiền địa lung lay khiến cho người ta cực kỳ rúng động lục tiêu du vùng ống tài áo dài ra ra hiệu cho mọi người biễn lễ vần kêu thiên lữ chính cường giác đình tôn giả thiên phong tôn giả xoe tròn mắt nhìn lục tiêu du giáo chủ của thánh đình giáo sao vô số cặp mắt ngạc nhìn nhìn vào lục tiêu du chằm chằm phi đình bồn đông vô mệnh quỷ tiên tử bạch oánh khâu phi yến lộc xuân lão nhân thanh hòa lão quỷ hết cả hồn mọi người kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi vần kiêu thiền lữ chính cường trố mắt điếu lưỡi cầm kinh ngạc há ra muốn trật khớp chưa bao giờ tưởng tượng một thế lực khủng bố đến từ thánh linh giáo bọn họ có biết chút ít về thánh đình giáo, một dân môn khủng bố hàng ngàn năm trước đang ngang ngửa với huyền thiền môn, thậm chí kinh khủng hơn huyền thiền môn. Lục thiếu Du làm giáo chủ của thế lực khủng khiếp này, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng ra được? Mau nhìn kia, có hai Lục Thiêu Du. Sao lại có đến hai Lục Thiêu Du nhỉ? Trong khi mọi người nhìn Lục Thiêu Du chăm chăm, thì trong trận thế thánh đình giáo, đại hồn anh nhảy ra, chớp mắt đến bên cạnh bản thể. Cảnh này lần nữa khiến cho người ta giật bắn mình hai lục tiêu du giống y như đúc không khác chút nào cả trong lúc mọi người ngạc nhiên bang hoang thì đại hồn anh nhập vào bản thể lục tiêu du lần này đi đông hán lầu như vậy đại hồn anh đơn độc ở bên ngoài tiêu hào rất lớn tuy đại hồn anh có thể trực tiếp ra ngoài nhưng không thể tu luyện nguồn thực lực còn cần lục tiêu du tu luyện chống đỡ hoặc chọn cắn bút hồn anh tăng cường bổ sung lục tiêu du chắp tay hướng bốn phía khổng trùng cảm tạ các vị đến trợ giúp ta tại đây xin cảm ơn trước. Là kết hồng nhìn bốn phía. Lục lão đệ, người khách sáo cái gì, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Ánh mắt của Lạc Kiên Hồng quét qua trận thế linh thiền môn, vần dường tông, sau đó nhìn chăm chăm trận thế là Lạc sườn Tràng. Thiên phong tôn giả nhìn mấy thân hình vô tình kéo theo năng lượng thiền địa hùng hậu, ánh mắt cực kỳ rung động. Phi đào tôn giả, cường gia tôn giả, kinh hồn tôn giả, thiền huyễn tôn giả, không ngờ các cười cũng chịu đi ra. Vị đạo tôn giả là một lão nhân 70 tuổi, thân hình mảnh khảnh, khí thế vô hình dao động tạo ra áp lực. Phi linh bồn có nạn, dĩ nhiên nhật sát các ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cường gia tôn giả bề ngoài 60 tuổi, dáng người thổ kịch, đôi mắt sâu thăm thẳm như sao. Kiên hiên đảo ta, nợ nhân tình của phi linh bồn, dĩ nhiên là phải trả rồi. Trong thiên cường đại trận của Lan Lăng Sơn Trang, truyền ra giọng nói của âm nguyệt tôn giả. Vì đạo tôn giả, cường gia tôn giả, kinh hồn tôn giả, thiền huyễn tồn giả nhận sát các kiên hiên đảo tinh cầu các, thiên vân đảo các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của cổ vực sao cảnh tượng này khiến cho người của bà sườn bồn thấy rụt thiền huyễn tồn giả của thiên vân đảo lạnh lùng nói ân nguyệt tồn giả người đoán thử xem chẳng lẽ nhiều người của chúng ta đến cổ vực phải xem ý của ngươi sao bộ dạng của thiền huyễn tồn giả chỉ cỡ 40 tuổi nửa trẻ nửa già phong vận do bảo tồn Bây giờ, đôi mắt của thiền huyễn tồn giả quyến rũ động lòng người như một thiếu nữ. Tuy nhiên khí thế thì không thua gì phi đào tồn giả và cương giáp tồn giả cả. Trong đế ảnh đại trận của hắc sát giáo, thanh sát tồn giả lạnh đùng nói, các người phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Kinh hồn tôn giả của tình ngục các cười âm trầm. Bề ngoài kinh hồn tôn giả, chừng 60 tuổi, rất là gầy gò, tóc dài hơi có bị rối, mười ngón tay thon dài, trên bàn tay gầy guộc, có các móng tay hơi lạ cong. Kinh hồn tôn giả ngừng cười. Thành sát, ta cảm thấy đến lúc này rồi, người còn muốn uy hiếp chúng ta, đúng là chuyện ngu ngốc. Lục thiếu Du nhìn chằm chằm không gian này, hắn lạnh lùng quét mắt qua. Làn lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo, các người không nên giết đệ tử của phi đình bồn ta, cấp địa bàn phi đình bồn ta. Hôm nay các người tới lúc phải bị trả lại. Âm nguyệt tôn giả quát to. Lục thiếu Du, người dám làm thử xem Làn lằng sườn tràng, hóa vũ tông, hạc gia giáo tá nhất định sẽ không chết không ngừng với người. Nhưng trong câu nói đã chất chứa sự hoảng loạn, âm nguyệt tồn giả rất khó tưởng tượng lục tiêu du làm sao sẽ được đến nhiều thế lực khủng bố từ hai các hai đảo trợ giúp như vậy. Lục tiêu du chỉ hư lạnh một tiếng, khoe môi của hắn lạnh đùng cong lên. Thánh pháp bộ nghe lệnh, bay cửu tình khốn long trận. Thánh pháp bộ, thánh pháp thiền tồn tiết linh phượng phất tay. Thánh pháp bộ tuân lệnh, vù, vù các tổn lão hộ giáo thánh pháp bộ, đám cường giả đại trưởng lão lầm thành bách tiến lên, kết các thủ ấn. Thánh pháp thiền tôn tiết linh phượng vận dụng pháp lệnh, chín luồng sáng trói mắt bắn ra từ thánh pháp lệnh. Thánh pháp lệnh do thánh pháp thiền tôn tiết linh phượng tự bình vận động thì uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Chín luồng sáng trói mắt có tám cây bắn tám hướng thiền địa, luồng sáng thứ chín vọt thẳng lên trên trời. Chúng tự nhiên biến thành chín luồng sáng trắng, chín luồng sáng tựa theo phương hướng huyền ảo mà bay vào trong không gian. Lại nói lúc bây giờ, trận giác vừa mới đánh vào, trong sân mạch của thiền bồn cốc to lớn nổi lên sương mù dày đặc. Trong sương mù truyền ra từng đợt khí thế dao động, dày lát ngắn ngủi, sương mù dày truyền ra dao động khí thế càng lúc càng đậm đặc, chớp mắt lên đến mức khủng bố. Từng thanh âm đất núi rùng chuyển vang vọng trong không gian, chín cột sáng chói mắt từ bốn phương trời xa xôi bắn lên cao, giữa không trùng rùn dày một màn sương sáng mù dày đặc khổng lồ không thấy giới hạn hiện ra trên bầu trời màn sáng sương mù dày dợp trời che phủ sơn mạch thiền bồn cốc khổng lồ bao trùm với trăm vạn người giữa không trung dưới đất khí thế cường đại đe ép không gian thiền địa đại trận mạnh quá đại trận thế này rất hiếm thấy đại trận hình thành tất cả cường giả rất trùng động trong đế ảnh đại trận của hóa Vũ tông và Vũ tôn giả hét to một tiếng Hừm, phá trận cho ta Pháp vụ Tôn giả túc dục cái bóng khổng lồ lắc mình, luồng tất luyện năng lượng thiên địa bắn hướng dưới chân trời, muốn cưỡng bức phá trận. Trong huyết sát đại trận, thiên cường đại trận, thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả hét to, đại trận này không tầm thương, cùng phá trận đi. Thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả thúc dụng huyết sát đại trận, thiên cường đại trận, cột sáng năng lượng rất khủng bố bắn vào thẳng trên bầu trời. Thoáng trong không gian run rẩy, song cận trong không gian tầng tầng sụp đổ, có cột sáng năng lượng và chạm cầu tình khốn lòng trận không gian vạn vẹo như bị vò nhau sắp bị sụp đổ. Dâm lực lượng mạnh mẽ làm bầu trời rùn dày không gian vạn vẹo nhưng cầu tình khốn lòng trận bị vỡ ra. tuy nhiên chỉ có thể là cùng đám cường giả thánh pháp bộ mặt đỏ ửng để ảnh đại trận Huyết sát đại trận thiền cường đại trận do tôn cấp lục trọng vận dụng uy lực khủng bố vô cùng nếu không dựa vào sức mạnh cường đại của cầu tình khốn lòng trận thì rất khó đối phó lại bà đại trận ấy cú va chạm khủng bố thế mà đại trận của thánh linh giáo lại chặn được đủ khiến cho các cường giả trợn mắt há hốc mồm nhìn với cặp mắt khác hẳn thanh linh giáo này trâu bỏ thật thấy thánh pháp bộ chịu áp lực thanh linh thiền tồn tập hạo nhiên thanh vũ thiền tồn nguyễn tượng hành điếc nhìn nhau kết thánh linh kim cương cổ trận thoáng chốc trên bầu trời có mấy chục cường giả thánh linh bộ thánh vũ bộ bao gồm cường giả tồn cấp đều tản ra cả nhiều tôn lão hộ giáo trưởng lão của thanh đình giáo đồng thanh kêu lên kết thanh đình kim cương cổ trận thanh ngầm như sấm sét vang vọng trong thiên bồn cốc nhiều cương giả kết thủ ấn từng đợt đinh lực chân khí tuôn ra thanh đình thiền tồn tập hạo nhiên thanh vũ thiền tồn nguyện thường hành đứng ngạo nghễ trên cao Linh được chân khí tựa như bão tố rít gào quanh thân thể bầu trời run rẩy hai người hội tụ linh được chân khí lại ao ảnh kim cương khổng lồ ngàn thước hiện ra với tư thế rung động nhất tựa như thiên thần giáng xuống, mang theo uy hiếp khủng khiếp, làm tim người ta đập nhanh, đối đầu với đế ảnh đại trận của hóa vũ tông mà không hề yếu thế chút nào. Dưới thiên đảo, thanh linh bộ, thánh Phục bộ khởi động thánh linh kim cường cổ trận, khi ấy số cường giả chỉ bằng một nửa bảy giờ. Đục này có đông người hơn, cường giả thánh pháp bộ, thánh Phục bộ cùng vận động, uy lực siêu cường đại. Cùng với ảo ảnh kim cương khổng lồ xuất hiện, cả không gian khẽ trùn rầy, trăm vạn ánh mắt thấy cuộc đối đầu rung động trên bầu trời thì vang lên từng tiếng hút ngụm khi lạnh. Uy thế kinh người này quá khủng bố. Thanh linh kim cương cổ trận đã bày xong, tiếng gầm đầy sát ý truyền ra. Giết! Ảo ảnh kim cương to lớn bước ra một bước lao về hướng ảnh đại đế ảnh trận của hóa vũ tông. Cánh tay to như một cọc trốn trời, bây giờ va chạm vào áo ảnh to lớn do hóa vũ tông ngừng tụ. Không gian dọc thế đi, lúc bây giờ nổ tung. Xẹt! bùm, bùm. Không gian đổ tung té ra, và vụ tồn giả điều khiển ao cảnh khổng lồ cứng đối cứng. Hai đạo ảo ảnh khổng lồ mang theo lực lượng hùng hậu xuyên thấu không gian, tự nhiên tiên thành va chạm vào nhau. Trên bầu trời thiền bồn cốc khuếch tán sóng khí kinh khủng, mắt thường trông thấy không gian bị đụng rách, hai ảo cảnh cùng văng ra. Thánh pháp thiền tôn tiết tình vượng quá to, muốn phá đại trận của thánh pháp bộ ta ư, vậy cho các người nếm thử sự lợi hại của cửu tình khốn lòng trận. Thủ ấn biến đổi nhanh chóng, giây phút này, màn sáng trên bầu trời run chảy, tựa như trời sụp đất nứt, không ngừng tiến lên bên trên bầu trời, oanh tạc không ngừng. Trong khoảnh khắc, từng luồng thất luyện năng lượng chói mắt, tựa như sấm sét xé gió oanh kích tới, xé rách không gian. Các thất luyện năng lượng gồm một 81 cái, 81 cái thất luyện năng lượng hình thành các trận giác, sao nằm cánh xé gió chụp xuống, thành sát tồn giả, âm nguyệt tồn giả trong huyết sát đại trận thiên cương đại trận hét to một tiếng tất cả đệ tử cẩn thận các năng lượng bị thúc giục bắn ra từ đại trận ngăn cản thất luyện sao nằm cánh âm âm những mấy chục thất luyện năng lượng sao nằm cánh có khá nhiều bị chặn lại thì vẫn còn một số xuyên qua xe rách các khe nứt không gian động mạnh vào đệ tử của ba sơn bồn rậm rạp đứng dưới đất từng đợt xung lực thất luyện năng lượng hủy diệt va chạm đệ tử ba sơn bồn kinh hoàng bối rối có linh xuất vũ xuất hợp tác bay vòng vòng phòng ngự, nhưng đối mặt với công kích hủy diệt thế này, chỉ chớp mắt đã bị oanh kích cho đến nát vụn. Âm, âm, không gì có thể chống đỡ được. Kinh khí cuốn sạch, không gian dường như vỡ nát, liên tục nổ tung, tiếng động in ỏi như tận thế, buồn xuống. Đám đồng trong ba Sơn bồn bị oanh kích thành thịt vụn, đệ tử bình thường không đối kháng lại cửu tình khốn lòng trận nội. Thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả và cả phá vũ tôn giả đang vận dụng đế ảnh đại trận đánh với thánh linh kìm cường cổ trận nổi giận, nhưng bọn họ không thể ngăn cản được. Khốn kiếp! Phá trận! Dọc sức phá trận cho ta! Trong huyết sát đại trận, thiên cường đại trận, các năng lượng khủng bố bắn ra, đụng mạnh vào cửu tình khốn lòng trận giữa không trung. Đệ tử Linh Tiên Môn nghe lệnh, bay cụ linh đại trận. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, kết thân dương đại trận. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, bay tuyệt sát đại trận. Đệ tử Thiên Vân Đảo nghe lệnh, bay huyễn linh đại trận đệ tử tinh cục các nghe lệnh, đệ tử kiền hiền đảo nghe lệnh. Đại trận đã bắt đầu, cường giả tất cả các sân bồn không do so dự gì nữa. Đây là cơ hội tốt đánh rắn dập đầu. Trong phút chốc, các đại sân bồn truyền ra từng tiếng xé gió, toàn bộ cường giả bay vọt lên trên trời cao. Giữa các cường giả của đại sân bồn toát ra những tiểu huyền ảo. thiên phong tôn giả, các linh tôn giả, phi đào tôn giả, thiền huyện tôn giả, kinh hồn tôn giả, cường giáp tôn giả nhảy ra kéo theo năng lượng tiền địa hùng hậu tụ tập lại một chỗ cương giả các đại sườn bồn thét to bay trận từng cột sáng linh lực như chân khí tuôn trào từ trong người bọn họ ra kết nối lại với nhau chỉ giây đát đã bay xong các đại trận trong khoảnh khắc sau đại trận đập vào mặt mọi người đoàn sáng trói mắt uy hiếp nặng nề từ trên trời giáng xuống không gian bốn phía nứt ra kẻ hở đèn thui cả không gian run rẩy âm âm ánh sáng năng lượng vô tận vặn vẹo ngừng tụ giữa không trung các đại trận hoặc là nhiếp hồn người hoặc là uy hiếp phù thiền cai địa hoặc là nợp khí thế cổ xưa hùng ác bạo ngược uy thế khủng bố sau đại trận xuất hiện không gian bị đè nén như sắp vỡ ra uy hiếp kinh người làm mấy trăm vạn ánh mắt biến sắc tập thể giật mình ngây ra như phóng vần kiêu thiền lữ trinh cường lạc kiên hồng đạm đài tuyết vi dạ vị ương sát pha quân chưa tham gia vào nhưng bọn họ nhìn mọi thứ rất trùng động không ai ngờ ban đầu vì chuyện của Phi Đình Bồn cùng Lan Lăng Sơn Trang, Hạc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lại gây ra việc lớn như bây giờ, thiên lực toàn đại đục đều đến cả. Lục Tiêu Du đứng trên không trung, bật giác tỏa ra sát khí ngập trời, nhưng hắn không ra tay. Mấy đại trận giao phong mới là điểm then chốt của hắn thắng thua. Người thật sự ảnh hưởng đến cuộc chiến đều đang trong đại trận. Giết, giết. Sau đại trận khởi động, chớp mắt chui vào phòng chiến, cộng thêm hai đại trận của Thánh Linh Giáo tam đại trận cùng oanh kích ba đại trận hạc sát giáo là Lăng sơn trang và hóa vũ tông các đại trận đụng độ vào nhau từng luồng năng lượng thiên địa hùng hậu xe gió tụ tập bao phủ giữa không trung từng đợt năng lượng va chạm năng lượng giữa không trung nổi lên từng vòng gợn sóng không gian trở nên cực kỳ vạn vẹo kinh khí cương đại khủng bố thổi quét khét trời dập trời bao phủ không gian bây giờ xã cát tây phong công tồn hoa nhai đồng quy tinh bị lục thiêu du chộp trong tay đang vô cùng rung động và hối hận bà sơn bồn hợp tác vốn có thể phớt lờ phi linh bồn mục đích thật sự là gây tổn hại nặng cho linh thiên môn nhưng ai ngờ lục tiêu du có thực lực và thế lực khủng bố như vậy thế lực của phi linh bồn tăng lên nhiều thanh linh giáo khủng bố còn thu hút thêm hai các hai đảo bên đồng hải giúp đỡ thế lực khổng lồ như vậy làm sao giống với bà sơn bồn hợp tác đối phó linh thiên môn phi linh bồn cỡ chứ rõ ràng là phi linh bồn hợp tác cùng linh thiên môn Vân dương tông và hai các hai đảo đối phó với bà sơn môn bọn họ giả dạ cát tây phong công tôn hóa nhai đồng quy tinh vô cùng hối hận nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa Âm! Âm! trên bầu trời hắc sát giáo hóa vũ tông làn làng sơn tràng bị vây công năng lượng mênh mông tuôn ra bao vây bà sơn môn các đại trận tràn đầy những bí văn huyền ảo mỗi một lần công kích lẫn đủ để xé rách không gian tiếng đồn đi đùng như sấm sét vang vọng trong không dứt trong thần dương đại trận của vân dương tông không gian vỡ ra từng mảnh trước một cột sáng hùng hậu lực lượng ngút trời như mặt trời sáng tỏ giáng xuống đụng vào thiền cường đại trận của Lan lăng sơn trang giác đình tôn giả hét to một tiếng phá trong cụ đình đại trận cũng có ký thức linh hồn hùng hậu tuôn ra nơi khí thế tràn qua thì không gian đông lại linh hồn đau nói trước mặt khí thế che kín thiền cường đại trận của Lan lăng sơn trang hai đại trận vây công lực lượng ngút trời tụ lại làm cho thiên cương đại trận nứt ra, đã không chống đỡ được nữa. Tiên đình phượng la lên, phá cho ta. Trên cột sáng trói mù mắt trên bầu trời, đột nhiên từ chân trời phượng xa bắn tới, cuối cùng nhanh như tia chớp tụ tập trên trời cao. Trên cột sáng trói lòa tụ tập lại, va chạm mạnh vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Cả không gian núi đổ đất nứt, phát ra một luồng sáng trói mắt thành hình cung, khuếch tán quán thông không gian thiên địa này. Một chuỗi tiếng nổ kinh người vang lên, trên bầu trời thiên bôn cốc sóng khí khủng bố lan tràn ra mắt thường trông thấy không gian thiên cường đại trận vặn vẹo trong khoảnh khắc này đã bị đánh nát bấy đại trận vỡ nát không gian thủng một lỗ sâu kinh khí khủng bố thổi quét đỉnh núi săn bằng các tòa sơn phòng phục phập trong đàn lăng sơn trang các cường giả bị đánh bay đi phun ra mảng máu lớn cùng lúc đó không trùng bên cạnh nguyệt sát đại trận của nhật sát các huyết đinh đại trận của thiên vân đảo bắn ra năng lượng va chạm vào đế ảnh đại trận của hóa vũ tông hai luồng năng lượng hùng hồn khiến không gian nổ thành từng mảnh nhỏ song gợn trong không gian vỗ đập lộ ra khe hở không gian đen thui ao ảnh đế ảnh đại trận bị trọng kích trở nên yếu ớt ao ảnh khổng lồ có dấu vết đã bị nứt ra thanh đình thiền tồn tập hạo nhiên hét lớn một tiếng kim cương nộ phá cho ta ao ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đình tài như rồng ngâm đôi tài to vung lên sóng gợn trong không gian như sóng thần giạt ra, nắm quyền tay trái, ảo ảnh phéo hủy không gian, dọc đường đi. Mang theo lỗ hồng đen, quyền truyền vào ảo ảnh, đế ảnh đại trận to lớn. Bùm, bùm, đế ảnh đại trận của hóa vũ tông, chịu ba đòn liên kích đốt cuộc cũng bị chấn vỡ. Sóng gợn kinh khí khủng bố quách tán, trong phút chốc, thiên địa này lan tràn năng lượng mạnh mẽ, không gian vỡ từng mảnh từng mảnh. Nhiều cường giả hóa vũ tông trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ra, phun ra mấy vòi máu. Để ảnh đại trận bị chấn phá, bọn họ có thể thoát khỏi bị vả lây thảm thiết. Bùm, bùm. Cùng lúc đó, hai đại trận của tình ngục các kiên hiên đảo âm âm đụng vào huyết sát đại trận của hắc sát giáo. Tiếng đổ như sấm sét vàng mãi không dứt. Thành pháp thiền tồn tiết tình phượng không chế toàn cục. Trưng cầu tình khốn lòng trận, bầu trời lại có chín cột sáng giáng xuống tiếng đổ kinh người, không gian đổ tung, huyết sát đại trận chính thức tàn vỡ, đám cường giả thành sát tồn giả bị đánh bay, khoe bồi trèo vệt máu. Thực lực tương đương nhau nhưng kém về mặt số lượng quá xa. Bà Sơn Bốn lúc này làm sao đấu lại bảy thế đực là Thánh Linh Giáo, Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn, Hải Các Hải Đảo đây. Ba đại trận bị phá vỡ cùng một lúc, không gian một mảnh hỗn loạn, năng lượng trùng kích khiếp hồn khiến tim người đập nhanh. Các cường giả phá vũ tồn giả âm nguyệt tôn giả thanh sắt tôn giả chân chân nhìn trận thế khủng bố của đối phương long thâm hút một ngụm khí lạnh lục tiêu du ở trên cao nhìn toàn trương kình phong càn quét thổi vạt áo xanh phần phật Mặt lục thiêu du liếc nhìn hướng thánh thú bộ thánh thú thiền tôn hạ hậu khải hạ hậu khải hiểu ý gã tiến lên trước một bước lạnh lùng quát thánh thú bộ nghe lệnh thả đại quân yêu thú ra khi thánh thú thiền tôn dứt lời trên bầu trời mấy chục cường giả thánh thú bộ nhảy ra tay cầm nhiều túi không gian, kết thủ ấn, các luồng sáng bắn ra tứ tung. Cùng lúc đó, luồng sáng bị vụt tắt, lộ ra vô số yêu thú linh thú. Yêu thú linh thú rậm rạp, nhìn từ xa một mảnh đèn kịp. Chín các con thú chớp mắt xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn. Đất dùng đối chuyển, từng tiếng yêu thú minh thú gầm gừ vang vọng, thành ầm hòa vào nhau như tiếng sấm chấn hồn người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cường giả thánh thú bộ nhanh chóng thả ra các luồng sáng khỏi túi không gian. Ngàn vạn yêu thú linh thú rậm rạp hiện hình, ngàn vạn con yêu thú linh thú khổng lồ, tình hình đồ sộ và vô cùng là to lớn. Trong phút chốc yêu thú linh thú che rợp trời, ba vạn đại quân yêu thú của Phi Linh Bồn cũng náo động cả lên. Tới cảnh ngàn vạn yêu thú linh thú khiến mấy trăm vạn cặp mắt ngây dại. Yêu thú thất giai, yêu thú lục giai, linh thú đình hậu kỳ thất giai, lại có nhiều yêu thú như vậy sao? vần Kiêu thiền, Lữ Trinh Cường, các đại sân môn tập thể đều kinh hoàng. Đại quần yêu thú một lần nữa xuất hiện. Trong đó, gần trong con đẳng cấp thất dài, thế lực của thánh linh giáo rất khủng bố. Thánh thú thiền tồn lại hét lớn. Thánh thú lệnh, vạn thú nghe lệnh. Thành thú thiền tồn ném thánh thú lệnh ra. Trên bầu trời lan tràn huyết quang, tiếng lòng phượng sử hộ báo thú cầm hoàng thoang thoáng ở trên giữa không trung. Uy hiếp ngút trời quách tán ra, mang theo tiếng long phượng sư tử hộ báo thú gầm tựa sấm sét bay vút lên trên cao chân bờ sóng gợn không gian hóa thành cơn sóng đổ ập đến Thành thú giả lệnh vạn thú gầm giống thánh pháp thiền tồn quát to lại nếm từ đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ chúng ta trong tay các đệ tử thánh pháp bộ tỏa sáng bắn lên cao từng tiếng gầm gừ truyền ra ánh sáng tuôn ra tiếp theo là các tiếng giống những khôi lỗi màu sắt thép hiện ra trước mắt mọi người ngàn vạn khối lỗi thoáng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Khối lỗi hình thú, khối lỗi nhàm thạch, khối lỗi hình người, còn có khối lỗi yêu thú, tổng cộng lại cũng phải đến cả vạn khối lỗi. Trên một vạn khối lỗi xuất hiện, khí thế hùng hồn đè ép không khí rùn rẩy, khoảng trăm khối lỗi thất giai. Trong thời gian này, Thánh Pháp Bộ lại một lần nữa luyện chế được nhiều khối lỗi, có gần một ngàn khối lỗi lục dai số còn lại là khối lỗi tứ dai và ngũ giai. Khối lỗi thất giai cao giai khối lỗi thất dài trung dài, khối lỗi thất dài cao dài. Mọi người hút một ngụm khí lạnh nữa, giận mình không nói nên lời. Nhiều chỗ khối lỗi thế này thật hiếm thấy, từ mặt nào đó khủng bố còn hơn cả yêu thú. Trong thanh linh giáo có hàng vạn khối lỗi, vạn yêu thú, linh thú, chỉ tính hai thực lực này đã vô cùng khủng bố. Lục tiêu Du lạnh lùng nói, đệ tử Phi Đình Bồn, Thánh Linh Giáo nghe lệnh, giết cho ta. Trên khuôn mặt kiên cường, khóe môi nhếch lên lạnh lùng đôi mắt lạnh băng khiến người nhìn vào thấy tim đập nhanh. Trong đôi mắt đó chẳng hề che giấu sát khí. Bảy yêu thú linh vì linh bồn ngựa đầu hú dài. Khi thế kinh người đè nén không khí giáng xuống giữa không trùng. Mặt đất cộng thêm hơn bốn vạn yêu thú lộ tiềm mắt hùng ác, rớt người. Đất trùng đối chuyển khuấy động không gian rùn rảy. Chúng mang theo uy hiếp kinh người, chớp chớp mắt nhau tới, đè ép không gian rùn rảy. Huyệt mị lập tức bay cánh lên, miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi, phút chốc lan tràn. Trăm vạn linh phòng thị huyết trước người của huyết mị lao nhanh lên, khí thế bạo ngược dữ tận gút trời, càng làm người ta sợ hãi. Đại quần khôi lỗi của Thánh Pháp Bộ, 130 khôi lỗi của lục thiêu dù sông lên, khí thế năng lượng kinh nhân bùng nổ. Đệ tử Linh Tiên Môn nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, giết, giết. Các thủ đại sơn bồn luôn hét xong, tiếng giết ngập trời. Trong thiền bồn cốc, mấy chục vạn đệ tử và đại quân yêu thú bắt đầu xuất kích. Trên bầu trời cường giả hai các hai đạo thanh linh giáo tiêu già vàng, thanh linh cốc, thiên ưng lâu cùng với hành động ngay. Sông hướng người cổ lan lăng sườn trang, hóa vũ tông và hắc sát giáo. Âm nguyệt tồn giả, thanh giác tồn giả, phá vũ tồn giả hét to. Rút, rút nhanh! Đối diện đại quân yêu thú, đại quân khổ lỗi khủng bố như vậy, còn có cường giả hai các hai đảo, linh thiền bồn, vân dương tông, 150 vạn đệ tử sẽ bị giết sạch, chỉ còn nước rút lui. Muốn chảy sao? Không kịp nữa rồi. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều cường giả tôn cấp sơn bồn, khí thế bao trùm cường giả tôn cấp của bà sơn bồn kia. Đây mới là mục tiêu chính của bọn họ. Thần hình xích viêm ban hủy, lòng linh, bàn vân to lớn vô cùng, ánh mắt hung tàn tỏa ra, chúng cường giả tôn cấp trong bà sơn bồn. Lục Thiên du đứng trên không trung, sát ý lẫm lẫm, đối phó với tôn cấp vương cấp, trong ba sân môn mới tổn hại nặng đến ba sân môn ấy. Để đối phó với tôn cấp của ba sân môn, thì nụ cười treo trên mạnh miệng của Lục Thiêu Du càng âm trầm hơn. Hắn liếc mắt qua, tôn cấp của ba sân môn khoảng 24-25 người, mà Thánh Linh Giáo, Hải Các Hải Đạo, Tiêu Giao Vang, Thánh Linh Cốc, Thiên đường Lâu cộng lại là hơn 40 người, còn có Phi Linh Bôn, Vân Dường Tông. Phi Linh Bôn tổng cộng là có 20 người, tổng cộng là 70 tôn cấp đó chính là trượt tính những khối lội bát dai trong tay của Thánh Pháp Thiền Tôn. 70 tôn cấp đối phó với 20 tôn cấp. Tính số lượng hay thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhiều cường giả tôn cấp tụ tập lại, vô hình trung năng lượng tràn ngập không gian, uy thế đẻ ép, không gian lùng đầy sắp sập. Trong trận thế này, chiến trường bên dưới không dám tới gần. Bị đám cường giả tôn cấp bao vây, nhóm người phá vũ tôn giả ánh mắt ẩm trầm. Phá vũ tôn giả bây giờ mới ngước lên, lạnh lùng hỏi rốt cuộc thì các ngươi muốn sao khoe mồi của lục tiêu du cong lên lạnh lùng nói sao không tự hỏi chính mình các ngươi muốn làm gì phi linh môn ta nhìn bảy mươi cường giả tôn cấp chung quanh ánh mắt của phá vũ tôn giả ẩm nguyệt tôn giả Thành sát tôn giả cực kỳ trầm trọng thì ra các người sớm sắp đặt cả muốn đối phó cả ba dân môn chúng ta đám cường giả linh thiên môn giác linh tôn giả tình linh tôn giả ngành giành tấn công trước ngay tưởng linh thiền bồn ta không biết mục đích của ba sơn môn các ngươi sao giết cho ta lần này ba sơn môn của bọn họ thực sự muốn đối phó chính là linh thiền môn giác đình tôn giả rất lời trực tiếp lao hướng âm nguyệt tôn giả linh lực hùng hồn kèm theo khí tức linh hồn kinh người ập xuống giết giết trong phút chốc thiên phong tôn giả phi đao tôn giả cường giáp tôn giả thiên huyễn tôn giả như tiện chớp tự tìm đối phương ra thay. cả đám lướt ra không gian rồng lên linh lực trần khí tuôn ra từ lòng bàn tay, đình lực trần khí mênh mông trong cơ thể bọn họ, khuấy động năng lượng thiên địa vô hình, một cột sáng bắn ra, chớp mắt oanh kích. Khoảnh khắc này, pháp vũ tồn giả, âm nguyệt tồn giả, thành sát tồn giả liếc nhau, ba người cùng một lúc thấy khối ngọc giản ra, bóp nát giữa không trung, ngọc giản bị bóp nát, năng lượng vô hình bắn ra rồi tan biến. Thiên phong tồn giả hét đấn một tiếng nói, nguy rồi, là ngọc giản cầu cứu ba người này thông báo cường giả đến đây. Thiên phòng tôn giả hơi chần chừ rồi cũng bóp bể một ngọc giản. gia đình tôn giả đang ngừng tụ công kích, giáng xuống bỗng biểu tình cứng lại, tay bọc khuôn ngọc giản. Phi đào tôn giả quát, mau, dọc sực giết chết, đừng để xảy ra biến cố giữa chừng. Phi đạo tôn giả ngừng tụ công kích giáng xuống. Âm, âm, đám người phá vũ tôn giả không thể rút ra ngoài. Bọn hắn cắn răng ngưng tụ lực công kích, uy thế kinh khủng. Đoàn công kích của hai bên dây lát đụng mạnh vào nhau. Từng đợt năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, mang theo các luồng xung lực hủy diệt mạnh mẽ, quách tán trong không trung. Mấy ngọn đối bên dưới bị phá nát. Ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống, lòng vô cùng nặng nề. Ngọc giản cầu cứu, chẳng lẽ có viện quân đến? Xem ra, phải giết hết trước khi viện quân của bà sân bồn này đến mới được. Tiếng quát của lục tiêu du văng phẳng trên trời cao. Các đệ tử nghe lệnh, dốc sức giết hết, không chừa một tên trong sơn mạch bên dưới đám người thanh hoàn lão quỷ lộc sơn lão nhân hét lớn đệ tử phi linh Bôn giết cho ta giết đám tạp trùng này thanh hỏa lão quỷ lộc sơn lão nhân vào đám người bắt đầu điên cuồng giết chóc kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo